Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh VT Episode. Thì tiếp theo series theo sau các cầu thủ tại server Đại Gia Sơn của website côngthànhchiếnxưa.com. Xem các cầu thủ đi tống kim thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với anh em một cầu thủ, đó là cầu thủ Nhất Long, cầu thủ đường môn anh em ạ. Cầu thủ đường môn, ta cùng xem đồ nha anh em. Anh ấy mang sát thương 100% và sát thương vật lý 44% anh em ạ. Cái nỏ này quá ngon, nếu có tốc độ đánh thì bá cháy cũng bà chết luôn. Nhưng trước Tết thì vô tống kim thì không cần tốc độ cũng được. Ồ, anh ấy chết rồi, mình tìm thấy con coi đồ luôn anh em ạ. 19-30. Trong lúc coi đồ thì mình chạy về nhà nó kìa. Mình di chuyển khách tất cả 15. Áo hội thổ 40-15-30. Nón 19-30. Bao tay 19, đai lưng 15-30, dài 25-20, nhẫn làm chậm 30, khăn khoảng 19 và khăn lôi 12. Đó, ta vừa được xem xong một món vài món đồ của cao thủ Nhất Long anh em ạ. Không biết đâu ông ấy chạy đâu rồi. Chúng ta vừa được xem xong cái vài món đồ cao thủ Nhất Long nhé nè. Ta vừa xem thử cao thủ Nhất Long này hạng 70 server anh em ạ. 70 server anh em. Ở đây đang mang mặt nạ và phi thì nào muốn có còn một cấp nha nè. Cái nỏ này mà ăn phi tốc lệnh 3 vô rồi bá cháy luôn anh em ạ. Bá cháy luôn anh em, sát thương 100%, sát thương 44 điểm. Nó nỏ mà thêm tốc độ 20 nữa thì bá cháy luôn. Rồi anh ấy đánh Thiên La Địa Võng anh em ạ. Chúng ta có thể thấy Thiên La Địa Võng hiện tại nó giết 25 mạng chết 2 anh em ạ. Ồ đánh Thiên La anh em ạ, đánh Thiên La nè, nó đánh Thiên La kìa nè. Lui 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 lui. Bảo vũ kìa. Rồi võ đang gà đường chết nè, gà đang gà đường chết nè, không chết. Đó. Ngày hôm qua thì mình có quay cầu thủ Lão Tùng Thúy Yên. Thì hôm nay mình sẽ đến với anh em một cầu thủ đường môn anh em ạ. Hàng 70 server chắc cũng tầm 11 ít anh em. Đường môn một cấp 110 thôi là đã mắc một đường anh em ạ. Server này là server vũ kim bão rồi, vũ kim bão rồi. Ui 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 ui. Buông tiêu rồi, buông tiêu nút gấp lắc kìa. Nhất Lòng nút gấp lắc luôn, ai ngờ vì con Thiếu Lâm nó tạc cho vài đao chết ngục. 26 mạng anh em ạ và chết 3. Chúng ta vừa thấy thì một pha núp gốc lắc của Nhất Long, nhưng ai ngờ bị Thiếu Lâm đào nó quạt cho hai đào dưỡng sức luôn anh em ạ. Đó, qua video này chúng ta có thể học tập được cao thủ Nhất Long DBK anh em. Và này chúng ta thấy một củ hai hạt đang đứng ở đây góc này. Ôi sao lao lên trên trời, trời sao lao lên trên trời. Bị lắc anh em ạ, đáng lẽ là lao đứng đây nè. Và ai ngờ chạy bên kia anh em ạ, bị lắc. Một pha vừa rồi thì Nhất Long bị lắc tọa độ anh em. Đang nướng núp và ai người chạy thẳng vào trong nên pha chết anh em ạ. Rồi bây giờ anh ấy lại quay về cho chúng ta xem những pha BK này anh em ạ. Lý thuyết là lý thuyết anh em ạ, còn thực hành như thế nào chúng ta cũng phải xem thử để các đường môn đánh như thế nào anh em. Chúng ta có thể thấy là anh Nhất Long đang dùng Thiên La Địa Võng anh em, đánh về phía trước kìa anh em. Rồi chúng ta thấy là anh Nhất Long dùng Thiên La Địa Võng đánh về phía trước anh em. Rồi chúng ta thấy hiện tại Nhất Long đã giết được 27 mạng anh em, tử vong 5 mà dùng Thiên La Địa Võng phóng về phía trước. Lui đi đường cắn anh em. Chết tí nữa chết. Phóng về phía trước, mặc định về phía trước góc. Chúng ta thấy nhìn bản đồ này, góc này đang lao lên thì anh ấy phóng. Đứng đây đánh vào vũ này. Phóng về phía trước, dùng Thiên La không anh em ạ? Dùng Thiên La để bảo không anh em? Đó, chúng ta có thể học tập anh em nó dùng Thiên La không này. Đó. 27 mạng anh em, AMG tèo 34 rồi.
Không biết hôm nay mình quay ông này có lên top nữa không anh em ạ? Lúc đầu lên top mà không biết lúc sau lên top nữa không đây. Thế BK cũng đang là rất là hay anh em ạ. Không biết sao nè. 48 phút lần anh em ạ, 48 phút lần. À, ông nội sóc này chết 13 lần, ông sóc này cũng là đường mua anh em. Mà chết 13 lần rồi. AMG tèo không biết là phải cái gì nữa. Bên tống lần anh em ạ. Hai tống một kim. 29 mạng anh em. Chỉ đánh bằng thiên la mà 29 mạng anh em nè. Bốc hơi. Bình tĩnh. Đồng quá không nhìn rõ kêu của Nhất Long đánh anh em ạ. Có pha thì đánh bảo vũ, có pha đánh thiên la. Thiên la để vọng là chiêu 6x. À anh ấy canh lắc rồi anh em. Mở nhỏ tiếng bớt anh em, nghe tiếng hơi to quá. Ba mươi ba mẹ rồi, trời ơi, không thể nào tin nổi anh em. Không thể nào tin nổi anh em. À, chỉ phóng thiên la mà 33 mạng rồi. À, này đúng bài này, này quay đúng bài anh em ạ. Hôm nay không thấy anh Luyện, Anantara đang chép thứ 5 anh em ạ. Còn anh Luyện không biết đi đâu rồi anh em. Anh Luyện bấy lúc không biết đi đâu rồi. Hên hôm nay tính quay Luyện, anh Luyện mà mình đi phe nhầm phe anh em ạ. À, Nhất Long đánh hay quá anh em. Anh em ngại gì mà không tặng cho cầu thủ Nhất Long một cái like nào anh em. Anh em cùng bình luận về cách đánh tống kim của anh cầu thủ Nhất Long này các anh em. Đây một lối đánh rất là mới anh em, dùng thiên la địa vọng anh em. Hồi xưa thì mình hay chơi đường môn nhưng cách khoảng 16 năm mình không chơi lại. Dạo gần đây thì mình hay chơi Nga Mi, Võ Đan, Thiên Nhẫn, Côn Lôn. Không còn đam mê đường môn, tuy nhiên môn phái đường môn là môn phái tính ra là gần như là toàn diện nè. Môn phái mệnh danh là sát thủ, vừa tống kim vừa solo. Nhưng được cái là đánh bảo vũ kìa. Ôi dồi, bốc hơi nhanh dữ rồi. Hay dữ ta, 36 mạng rồi. Về mua máu để ca. Để ca về mua máu nhanh lên đi. Em đang quay anh đấy. Nó về mua máu để ca. Ông nội này mua máu lâu quá anh em ạ. Mua mãi mới được mới ra được ngoài đây anh em. Rớt xuống top 3 rồi anh em ạ. 37 chết 6. Nấp. Rồi chạy hay quá, chết luôn. 39 mạng này, 40 mạng rồi anh em ạ. Rớt xuống top 6 rồi anh em. Ông này như đang bận việc tại sao đi vào trong mua máu là phải đợi nửa tiếng quay ra anh em ạ. Nên là nãy là mất top rồi anh em. Không biết hôm nay được trăm trong top 10 không. 41 rồi, AMG tèo 58 rồi, sóc đường môn 53 rồi. Ông nội này nãy giờ lo đứng trong mua máu thôi anh em ạ. Xoáy Loan Đinh này, xoáy thiếu lâm rồi. Rồi, 41 mạng rồi nè. Chết 9 lần rồi, xếp tới 6 rồi nè mà. BK hay không nè. Đường môn là môn phái cũng như đi tống kim cũng dễ chết anh em ạ. Tại máu ít này nè mà. Nhưng nếu biết đánh thì mình rất là ghê gớm anh em. Mình gặp Minh Mực Cầm Mạc thì thôi rồi luôn. Mình top được 10, top 10 chắc luôn anh em ạ. À. Top 10 dưới đây anh em ạ. À. Chắc luôn luôn. Tại giờ, hiện tại bây giờ thì võ đan nhiều nên là đường môn cũng khá là dễ top anh em. Quan trọng là anh em phải cầm mạc đánh thường xuyên anh em. Nhưng gặp Minh mới đánh thì thôi chắc chết 100 mạng anh em ạ. À. Nhất Long 49 mạng anh em. 15k mà thu tới AMG tèo tới 63 lần anh em.
Hiện tại thì có mình anh Kim, top 1 của bên Kim anh em còn đâu là Tống không, Lê Thanh, Võ Đang, Sóc Đường Môn, BH Tú Đội, Lạc Ngọc Hân, Anatara bên Kim. Họ thuê tên Pha là Phê Pha. Có 1, 2, 3, 4 Kim anh em. Rồi xoáy. Ôi xoáy thiên nhận cái bốc hơi nhanh thật. Cái mặt ghê thật. Xoáy cái thiên nhận bốc hơi luôn. Được cái mình xem như thế này thì mình cũng học tập được nhiều cách BK này mà. Rồi mình sẽ thực hành dần dần nè. Cái này em cứ dẫn ngồi dẫn coi nghiên cứu rồi học tập dần dần. Học tập các lối đánh như anh chúng ta thấy Thiên La Địa Võng đứng ngay cửa thả vào nè. Rồi cứ đi kẹp 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 tường nè. À, lý thuyết là vậy đó anh em. Thực hiện sao thì chưa biết anh em ạ. À, xoáy ngựa hai con chết lúc luôn. Đó thì lên top 4 liền anh em ơi. Pha cần đánh bảo vụ là đánh bảo vụ, nhưng pha cần đánh Thiên La là đánh Thiên La. Vâng tôi nghèo nó xoáy kìa, vâng tôi nghèo nó xoáy kìa. Lui 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 nó núp núp tường, núp tường nó, núp tường anh em, núp tường. Núp tường, núp tường, núp tường. Núp tường, núp tường, hai người trong vũ kim bảo chết luôn kìa. Đây đứng sát tường là góc lắc anh em ạ. Chỉ có thả mặc định thôi, Thiếu Lâm gõ vào, Thiếu Lâm gõ vào, Thiếu Lâm gõ vào, chạy chạy chạy. Chạy chạy thử sát nào. Chiến thuật của Nhất Long rất là hợp lý anh em ạ. Một chiến thuật bị BK rất là hay đó. Nó đúng là mình kết được cái Nhất Long cái nọ nè, cái nọ đó mà thêm top 20 đúng là quá xịn sò luôn. Đây là một server đồ xanh nhé anh em, xin nhắc lại với anh em đây là server Đại Gia Sơn, server đồ xanh của website công.chiến.com anh em, server chuẩn cây cúc anh em. Hiện tại server này là mở gần nửa năm rồi anh em ạ. Và hiện tại thì hôm nay Tống Kim chỉ có 100 sẽ là 6 người thôi anh em. Ngày hôm qua thì tới 130 người mỗi bên. Tức là một trận đấu Tống Kim góp mặt với hơn 250 người. Tại vì đây là một ạc một PC anh em ạ. Đây là một trận Tống Kim mới góp mặt trên 250 người anh em. Thế này quá hấp dẫn đúng không anh em. Một server đồ xanh cây cốt Tống Kim thì bao đông như thế này thì chúng ta quá thật quá chi là chúng ta được giải trí anh em ạ. Đi làm về mà về giải trí như thế này còn gì bằng. Mình thì giải trí bằng cách mình quay video anh em ạ. Tại vì ạc của mình bỏ chống dịch khoảng 3 tháng nay thì ạc rất là cool. Coi đường môn mình nhiều cũng đánh lại đường môn quá. Tại đường môn chúng ta có thể đi liên đấu được nè, đi solo được nè nè. Những đầu việc đầu tư cho đường môn thì không phải là giá rẻ anh em. Tại vì đồ phòng thủ lý khá là mắc. Nên là việc đầu tư cho cái đường môn thì khá là chua chát anh em. So các môn phái khác thì khá là chua chát. Nhưng được cái cày cấp nó cũng dễ chịu hơn Võ Đang. Võ Đang này môn phái mạnh về hội đồng nhưng cày cấp với đi solo thì không được ngon cho lắm. Đó, mình nói thì lý thuyết là vậy thôi nhưng thực tế thì chưa biết như thế nào anh em, tùy những người chơi đam mê tới đâu anh em. Càng đam mê thì ặc nhưng mà nó càng VIP. Đây được coi như là video kỷ niệm của cao thủ Nhất Long. Thì anh ấy khỏe với bạn bè cũng như đồng nghiệp của mình. Đây. Thời 40 tuổi của mình đi chơi game đây. Thấy di chuyển rất là nhịp nhàng á. Hay quá Nhất Long. Sau pha rồi thì anh ấy lên 64 mạng người anh em ạ. Anatara 70 mạng nhưng đang xếp hạng thứ 5. Anh ấy đang xếp thứ 2 về BK. Và cũng như xếp thứ 2 về điểm số. Chết chết chết. Ủa pha chạy xin địch và cuối cùng anh ấy đã tứ mạng. Rất là tội nghiệp. Đây chúng ta lại tiếp tục quay lại với cao thủ Nhất Long. Thì chúng ta những pha mà đang đứng ở ngay bờ tự cổng tường này như thế này thì chúng ta sẽ đánh mặc định Thiên La Địa Võng đi ra ngoài anh em ạ. Còn những lúc mà mắc lẻ thì chúng ta sẽ đánh bảo vụ. Đó lý thuyết. À AMG tí đang đứng góc lắc kìa. À sai kìa.
góc lắc cũng chết. Xuống top 3 anh em, 65 mạng. Đánh đường môn rất là khó so với các phái khác anh em ạ. Nói chung thì đi BK thì anh em chơi quen phái nào thì quen phái đó, nhưng theo mình thì đường môn BK rất là khó, tại nó không phải là môn phái châu bò khi đánh loạn chiến anh em. Chúng ta phải di chuyển nhịp nhàng và đứng né góc và đứng góc lắc anh em ạ. Như như phò võ đang với Thúy Yên hay Thiên Nhẫn thì môn phái châu bò, nên là nhiều lúc chúng ta phải đứng tăng cơ được. Đường môn mà đứng tăng cơ thì chỉ cần 1, 2, 3 thiên ngoại thả là bốc hơi liền. Ồ, xoáy cu tí chạy tiếp, đánh không sơ hở là bốc hơi liền anh em. Cẩn thận Thiên Vương gõ nó gõ kìa. Ê, vũ kim bảo nè, vũ kim bảo nè, buông tiêu nè. Tao về thấy thì Nhất Lam đang đi nứt sắt tường để đứng góc lắc, và như vậy Trần bất lương. Ê, chạy thoát, đông quá chứ không mà một mình thôi à, vô góc lắc tiếp. Nhất Lam vào, Tom đi đè vào góc hay không anh em? Đè vào góc không anh em? Đứng góc không? Hay thật. 67 rồi, Anatara đang cố lên top 1 anh em ạ. 67 đang cắt thua kia top 1 tới 6k. Chết mới có 12 lần à. Anna chết mất 20 lần rồi. Cái vòng bọng dí ghê không? Dí mà anh tí bốc hơi. Bốc hơi. Biết nè. 68 mạng anh em. Xoáy pha này, 3 võ đang bật ngửa đi. Đó, 4 võ đang, 5 võ đang bật ngửa ngay chỗ đó thôi. Đây, 69 mạng. Võ đang 191 hay xoáy là bật ngửa ngay. Hiện tại thì mình dạo này mình cũng bận quá nên mình không livestream được anh em ạ. Nếu anh em thích livestream thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian mình livestream cho anh em xem. Anh em muốn xem ặc nào đánh thì anh em cứ xem, hoặc là cao thủ nào muốn mình quay lại lưu giữ kỷ niệm thì anh em có thể DM mình qua số điện thoại Zalo ở trên, hoặc là Facebook nha anh em, hoặc là fanpage của mình ở link mô tả video anh em ạ. Anh em nào muốn mình là quay lại video thì anh em có thể liên hệ mình qua fanpage mình để ở trên dưới mô tả video anh em, cũng là tên kênh của mình anh em ạ. Để lưu giữ lại kỷ niệm chia sẻ cho những người chơi khác. Đây, tao đánh tấm kim như thế này đây. Đó, mày xem mày học tập hay là mày xem mày thích không? Đó. Đó, em nào thấy không? Ngay rồi bắt lẻ game đường môn mạnh danh sát thủ mày nè. Sát thủ bóng đêm. Nói chung là cao thủ nào tại server Đại Gia Sơn muốn lưu giữ lại kỷ niệm thì anh em mình có thể BM mình sẽ làm video review, hoặc là mình sẽ theo sau, tùy anh em chọn, để chúng ta có thể lưu giữ lại kỷ niệm khi mình chơi game tại server Đại Gia Sơn của website cungthanhchinhxua.com, một server cày cuốc đồ săn đã mở hơn được gần được nửa năm anh em ạ. Cái đẳng cấp bây giờ là 11x. Một trận tống kim thì đó, chúng ta thấy là chúng ta bây giờ là 114 mạng một bên rồi. Và anh Nhất Long của mình thì đang chỉ cạnh 73. Anna 94, Anna bước top nhanh quá. Anna bước top 2 rồi, Anna dạo này mạnh quá nè. Chúng ta cứ xem vậy nhưng chúng ta thấy người ta đánh dễ dàng vậy nhưng chưa chắc mình cầm mạc mình đánh được như vậy đâu anh em ạ. Mình BK chưa quen, cách di chuyển chưa nhịp nhàng,
chưa biết được đồng đội của mình di chuyển như thế nào và đối phương di chuyển như thế nào nữa anh em ạ. Chúng ta thấy là đường môn Xavier cũng đứng đang góc lắc. Đường môn hay đứng góc lắc này đó mà. À, mình hứa với bạn nào mà làm video luân chuyển kêu mà mình chưa làm được nữa anh em ạ. Nhất Long ít bị chết. Ngày qua mình quay cao thủ của Lão Tùng mà chết liên tục luôn. Đi theo phát mệt luôn anh em ạ. Chết xong phải kiếm mặt đi theo. Đông quá. May mà mấy cao thủ này đeo mặt nạ nên dễ nhận biết anh em. Chứ mấy ông mà coi như mấy ông kia này, sao mà thấy mình đi theo sao được. Server này chúng ta có cái vũ khí phát sáng như nè. Chúng ta có thể thấy là nhiều cao thủ mang cái những kiếm màu xanh rồi hay là cái bổng màu vàng vàng như anh em thấy. Để server này có một chế độ đổi ngoại trang vũ khí. Nhìn rất đẹp đẹp anh em, đẹp mắt anh em ạ. Đó phải đồ hồng kim môn phái đó nè. Mà là thay đổi ngoại trang, thay đổi hình ảnh hiển thị của vũ khí cho nó đẹp anh em. Gọi là vũ khí phát sáng anh em. Nhìn cho nhân vật nó đẹp. Anh Duy Khải ngày qua có top mà không biết này có top không. Nhất Long này top 4 anh em ạ, 82 mạng. Tám mươi lăm mạng anh em ạ, chết 15 lần. Xin lòng câu hồi phi về sang tớm, nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng như lắm vẫn nguyện cầu, cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời cách tiếng ta một đời, sao gươm khắp mọi nơi do ta thành đại chiến kia, nơi ta đã tiệm nàng, ta quyết sẽ cầm nàng, dẫu cho tâm hùng anh phải nát tan, có thành đại chiến. Tám mươi bảy mạng anh em, anh ta ra 111 mạng, ghê thật. Gần lên top 1 rồi, Anna sẽ này là top 1 tiếp anh em ạ. Hôm nay không thấy Lão Tùng, không thấy anh Luyện. Hôm nay có thể Thiếu Lâm kìa, Thiếu Lâm Loan lên top 8 anh em ạ. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lắng vẫn nguyện cầu, cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời cách tình ta một đời, giáo gươm khắp mọi nơi do thơ thành đại chiến kia, nơi ta đã tìm nàng, ta quyết sẽ gặp nàng, dẫu cho thân hồn anh phải nát tan, có thành đại chiến. Nhưng bao sóng to trời cách tính ta một đời, giáo gươm khắp mọi nơi do thơ thành đại chiến kia. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời cách tính ta. 88 mạng anh em ạ. Hôm nay bên Kim ép bị ép quá anh em ạ. Hôm nay bên Kim bị bên Tống ép quá. Chỉ mới làm mạng anh em ạ. Anamara là lên top 1 530 mạng, ghê quá. Anatel là võ đan luôn, Lê Thanh là võ đan luôn. Là gồng minh kim ghê quá anh em. Bốc hơi.
95 mạng nè, chết 23 mạng à. Play là đồ quạt sóc nha nè. Quạt sóc đang top 6 nha nè. 49. Kìa 44 che 100 ngon hơn nha. Một dụng lý 19. 40 15. 15. Một dụng lý 19. 30. 22 32 22. 140. 130. Hỏa 19 sinh lực 100. Nội lực. Ngon phết em ạ. Xem lại đồ nhất long qua hai bên ngon, cái nỏ này ngon hơn anh em ạ. Tất cả 15 hướng lôi 13, 14 30 sinh lực cao, 19 30 sinh lực cao luôn, 19 nội lực, 15 30 sinh lực cao luôn, 25 20 sinh lực cao luôn. Này hướng lôi để kích. À tiểu muội nè, tiểu muội thứ in nè. 19 đồ của hạt này ngon anh em ạ. Sinh lực nội lực cao. Đồ nhất long càng ngon hơn anh em ạ. À, tiểu muội này xoáy chết này, xoáy chết này. 100 mạng anh em ạ. Hôm nay quay được đúng top rồi nè, đúng cầu thủ top rồi nè. Hôm nay vũ kim bảo cũng tốt được anh em ạ. Xoáy võ đăng 2 hit. À thiên nhận đánh bốc hơi luôn. Đây. Cái nãy giờ theo không kịp anh em ạ. À, nãy giờ theo ông này đánh tùm lum hướng ấy, không biết đi hướng nào. Tại vì chặt 3 cộng nên không biết đi hướng nào anh em ạ. 110 mạng nên lên top được top 3 anh em ạ. 123 mỗi bên anh em. Ê bốc hơi. À, bị sóc bốc hơi chưa. 111 mạng anh em ạ. Đang xuống xếp thứ 4 rồi nè. Sóc thì sóc bằng điểm luôn anh em. Sóc bằng điểm luôn này. Hai con số 36040 đều anh em. 113 mạng rồi. Đó, mình đứng lợi thế, đứng này lợi thế ghê. Đường môn chết nè, mấy vụ kim bảo chết nè, vụ kim bảo chết nè. Chết nè, chết nè, chết nè. Vụ kim bảo chết nè, vụ kim bảo chết nè. Mấy vụ kim bảo đứng góc lắc hay quá. 113 mạng anh em. Lê Thanh là võ đan, Ametel võ đan luôn, Anatara 49k. Ngày nào cũng top, ghê thật. Không ai được chiếm lĩnh vị trí top 1 của Anatara, ghê thật. Võ đan xoáy một hit, nó mà không chơi được kìa. À, đen 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 đen. 133 mạng anh em ạ, à, nãy giờ ông nhất lòng này cũng lẹn đi chỗ khác này. À, lẹn đi chỗ khác. 135 mạng anh em. Top 3 chắc rồi. Còn 3 phút nữa top 3 chắc anh em ạ. À, đúng là hôm nay quay đúng đối đúng đúng người top luôn nè. May ngã ngựa này. Võ đang này, võ đang ngã ngựa, ngã ngựa, ngã ngựa cái vang ngã ngựa bốc hơi luôn. 140 mạng anh em ạ. Top 3 chắc anh em, chết 36 lần. Chết cũng khá là nhiều anh em, sắp chết 47 lần luôn. Trăm 41 mạng, đứng đánh thiên la địa võng cũng ăn mạng, ghê thật. Xoáy bảo vũ. Xoáy bảo vũ, đứng góc lắc rồi, xoáy bảo vũ, xoáy bảo vũ. Trăm 42 mạng cũng bỏ ra. Rồi như vậy thì bảng xếp hạng hôm nay Nhất Long được top 3, chết 142 mạng anh em ạ, chết 36 lần anh em. Mọi chúng ta thấy thì top 1 Ametel. Xui quá Anatara, xui quá Ametel. Võ Đan là Võ Đan luôn anh em ạ. Lê Thanh Võ Đan sóc đường môn. Ồ Lão Tùng này còn lên top nè. Duy Khải còn lên top, Loan Đình Thiếu Lâm lên top luôn rồi anh em. Đó, Thiếu Lâm đào top luôn rồi anh em. À, bây giờ mình sẽ qua coi đồ lại của cầu thủ là Nhất Long cho anh em xem nha anh em. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lần cuối đồ của Nhất Long. Ngày hôm nay nó được top 3 nha anh em. Cái nỏ sát thương 44, thương lý 100%. Quá ngon. Trường hình tất cả 15, kháng lôi 13. Áo 40, 15 sinh lực cao.
19-30 sinh lực cao luôn, 19 nội lực cao luôn, cải lương sinh lực nội lực 15-30, 25-20 sinh lực 103 ngựa phi vân luôn, cắn xà bào kỹ năng một cấp, nó lôi sinh lực nội lực cao, nhận sinh lực nội lực cao luôn, nó hỏa 19 sinh lực nội lực cao luôn. Cái hạt này đánh cái gì cũng sinh lực nội lực cao nè, hạng 70 silver. Như vậy kết thúc hôm nay chúng ta đã chứng kiến một cầu thủ đường mô 11X tại server Đại Gia Sơn của công thành tiếng xưa.com đánh tấm kim và được top 3 đánh như thế nào để anh em cùng học tập và nhận xét về cầu thủ này nhé anh em. Nếu anh em nào muốn mình quay video thì anh em có thể liên hệ fanpage của mình để mình quay video review cho anh em xem nhé, để lưu giữ lại kỷ niệm. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Bye bye tất cả anh em. Chúc tất cả anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye anh em.